Giới chức Thái Lan hôm qua đã thông qua khoản kinh phí 150 tỷ baht, hơn 4 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ thị trường lúa gạo trong mùa chính niên vụ 2022-2023. Bước đi này của nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới đang được theo dõi sát sao. Thái Lan đặt mục tiêu hỗ trợ nông dân ổn định giá gạo, khuyến khích nông dân không bán gạo ồ ạt trên thị trường. Giá thu mua các loại gạo cũng được quy định cho từng loại, đảm bảo ổn định thu nhập cho nông dân. Chi phí sản xuất, quản lý lúa gạo cũng được giảm theo từng hộ. Bên cạnh đó, Thái Lan cũng trợ cấp lãi suất với tỷ lệ 3% đối với các nhà xay sát đồng ý giữ gạo dự trữ trong thời gian nguồn cung trên thị trường giảm. Theo ước tính, sản lượng gạo của Thái Lan trong niên vụ 2022-2023 đạt gần 27 triệu tấn, tăng hơn 2% so với vụ trước.